Chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ nghỉ Tết nguyên đáng năm 2022 bắt đầu và thời điểm này sân bay Tân Sơn Nhất đang đón hàng ngàn lượt khách về quê. Sân bay Tân Sơn Nhất đang nhộn nhịp trở lại sau khi thành phố Hồ Chí Minh là vùng xanh và chính phủ Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón Tết. Tại khu vực làm thủ tục của Việt Nam Airlines, Vietjet, Bamboo, Viettravel, Airlines, Pacific Airlines, nhân viên các hãng liên tục hướng dẫn hành khách vào quầy, khai báo y tế và xếp hàng. Hành khách chấp hành khá tốt các quy định về phòng dịch, không có cảnh chen lấn như những năm trước. Thông thường những năm trước, dịp cao điểm Tết sẽ bắt đầu từ khoảng ngày 25 tháng Chạp. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch, một số địa phương quy định người dân về quê phải cách ly tại nhà, nên nhiều người đặt vé sớm từ khoảng ngày 20 tháng Chạp hoặc chưa vội đặt vé vì chờ diễn biến dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành vùng xanh và mới đây Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế đều đề nghị không cách ly người dân về quê ăn Tết nên nhiều người quyết định mua vé nhờ chót. Tại khu vực nhà ga loa phát thanh của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng thường xuyên thông tin cho hành khách về việc theo quy định mới nhất của Bộ Y tế chỉ yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với hành khách xuất phát khi lưu trú, cư trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa, những hành khách này cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay. Đối với thành viên phi hành đoàn, hủy quy định phải xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 7 ngày một lần thưa quý vị và các bạn với sự điều chỉnh kịp thời các quy định về cách ly của người dân, hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái Tết ấm áp và an toàn bên gia đình và người dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù ghi nhận những ca Omicron trong cộng đồng, nhưng nguy cơ dịch tại thành phố vẫn tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ 1 vùng xanh, tuần thứ ba liên tiếp, hiện chỉ còn huyện Nhà Bè ở cấp độ 2 tức vùng vàng. Theo công bố mới đây của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ở cấp quận huyện chỉ còn huyện Nhà Bè cấp độ 2, còn lại đều đạt cấp độ 1. Tuần này không có quận huyện tăng cấp độ dịch. Hai địa phương giảm từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 là quận 1 và huyện Cần Giờ. Ở cấp phường xã, có 276 địa phương cấp độ 1, 36 địa phương cấp độ 2. Tuần này có 30 phường xã giảm cấp độ dịch và 6 phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước. Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.802 ca mắc mới, giảm 1.320 ca so với tuần trước, liền kề 3.122 ca. Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân mỗi tuần là 27, ở cấp độ 2, tương đương từ 20 đến dưới 50 người. Đến ngày 21 tháng 1, toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ vaccine là hơn 88%. Về tiêu chí bảo đảm khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh theo các tuyến thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị và dường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng đáp ứng khi dịch ở cấp độ 4 các địa phương xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm bệnh tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn. Đến tối 21 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 512.422 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Việc đánh giá cấp độ dịch được các tỉnh thành thực hiện hàng tuần theo nghị quyết 128 quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 để có biện pháp phòng chống thích hợp. Các tiêu chí đánh giá gồm tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng trên số người dân trên thời gian, độ bao phủ vaccine, lưu ý nhóm tuổi, nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi 1, tiêm đủ liều, khả năng thu dung điều trị của các tuyến. Sau khi đánh giá, địa phương được xếp 1 trong 4 cấp độ dịch gồm, cấp độ 1, nguy cơ thấp, bình thường mới màu xanh, cấp độ 2, nguy cơ trung bình màu vàng, cấp độ 3, nguy cơ cao màu cam, cấp độ 4, nguy cơ rất cao màu đỏ. Tính từ 16 giờ ngày 22 tháng 1 đến 16 giờ ngày 23 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.978 ca nhiễm mới, trong đó có 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca ghi nhận trong nước, giảm 724 ca so với ngày trước đó. Tại 62 tỉnh thành phố có 10.324 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.967 ca,

Khánh Hòa 279 ca, Vĩnh Phúc 276 ca, Nam Định 266 ca, Bắc Giang 254 ca, Lâm Đồng 216 ca, Cà Mau 190 ca, Tây Ninh 167 ca, Thái Bình 157 ca, Lạng Sơn 153 ca, Ninh Bình 143 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 138 ca, Vĩnh Long 137 ca, Hà Nam 129 ca, Bạc Liêu 128 ca, Đắk Nông 126 ca, Lào Cai 119 ca, Trà Vinh 100 ca, Hà Giang 96 ca, Điện Biên 95 ca, Phú Yên 92 ca, Yên Bái 91 ca, Gia Lai 87 ca, Quảng Bình 86 ca, Sơn La 82 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 73 ca, hậu Giang 72 ca, tuyên quang 67 ca, kiên giang 66 ca, quảng trị 60 ca, hà tĩnh 56 ca, đồng tháp 50 ca, con tum 45 ca, bình dương 40 ca, long an 40 ca, bình thuận 40 ca, an giang 38 ca Cần Thơ 36 ca, Sóc Trăng 35 ca, Cao Bằng 35 ca, Ninh Thuận 27 ca, Đồng Nai 26 ca, Lai Châu 26 ca, Bắc Cạn 19 ca, Tiền Giang 16 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk giảm 332 ca, Bến Tre giảm 208 ca, Bình Phước giảm 137 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Nghệ An tăng 149 ca, Phú Thọ tăng 131 ca và Quảng Nam tăng 116 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.022 ca trên một ngày. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 135 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội 14 ca, Quảng Nam 27 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 68 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca, Đà Nẵng 8 ca, Khánh Hòa 11 ca, Long An 1 ca và Quảng Ninh 2 ca. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam có 2.141.422 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức bình quân cứ 1 triệu người thì có 21.697 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay,

Số bệnh nhân khỏi bệnh Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 4.158 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.804.849 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.707 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ có 3.273 ca, thở oxy dòng cao HFNC có 675 ca, thở máy không xâm lấn có 132 ca, thở máy xâm lấn có 606 ca, điều trị ECMO có 21 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày 22 tháng 1 đến 17 giờ 30 ngày 23 tháng 1, ghi nhận 123 ca tử vong, tại thành phố Hồ Chí Minh có 6 ca, trong đó có 2 ca là từ các tỉnh chuyển đến, Long An 1 ca và Đồng Tháp 1 ca. Tại các tỉnh thành phố khác, Hà Nội có 16 ca, Đồng Tháp 10 ca, Sóc Trăng 9 ca, Cần Thơ 8 ca, Tiền Giang 7 ca, Vĩnh Long 7 ca, Bình Phước 6 ca, Cà Mau 6 ca, Hải Phòng 5 ca, Tây Ninh 5 ca, Bến Tre 5 ca. Bình Dương 4 ca, Bạc Liêu 4 ca, Ninh Bình 3 ca, Trà Vinh 3 ca, Đà Nẵng 3 ca, Bình Thuận 3 ca, Kiên Giang 3 ca, Khánh Hòa 2 ca, Lâm Đồng 2 ca, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Quảng Nam, Gia Lai, mỗi tỉnh 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 159 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.719 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 25 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49 ca và xếp thứ 3 các nước ASEAN. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á và xếp thứ tư các nước ASEAN.